Vâng, chào tất cả các con. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài học số 18 trong chương trình tiếng Anh lớp 5 Bộ Giáo dục. Unit 18. What will the weather be like tomorrow? Tiêu đề của bài học số 18 là một câu hỏi để hỏi thời tiết ngày mai sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung bài học ngày hôm nay nhé. Phần đầu tiên đó là phần từ vựng. Vocabulary. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu phần từ vựng đầu tiên về các tính từ chỉ thời tiết. Tính từ đầu tiên, stormy, stormy, giông bão. Cloudy, cloudy, đầy mây. Rainy, rainy, có mưa. Sunny, sunny, có nắng. Windy, windy, có gió. Snowy, snowy, có tuyết. Cold, cold, lạnh. Cool, cool, mát mẻ. Warm, warm, ấm áp. Hot, hot, nóng. Phần từ vựng tiếp theo chúng ta sẽ đề cập đến các mùa trong năm. Vậy chúng ta sẽ có là season, season, mùa. Vậy chúng ta sẽ có mùa đầu tiên trong năm đó là spring, spring, mùa xuân. Summer, summer, mùa hè. Winter, winter, mùa đông. Và mùa cuối cùng đó là autumn, autumn, mùa thu. Phần từ vựng tiếp theo thì cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu các danh từ sau. Như chúng ta đã biết, từ rainy là tính từ có mưa đúng không nào? Vậy bây giờ cô sẽ có một danh từ đó là rain, mưa. Rain giữ vai trò là danh từ có nghĩa là mưa. Wind, wind, gió. Cloud, cloud, mây. Snow, snow, tuyết. Fog, fog, sương mù. Storm, storm, bão. Flower, flower, hoa. Và từ cuối cùng, danh từ cuối cùng đó là plant, plant, thực vật hoặc là cây cối. Vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung từ vựng của bài học số 18. Và phần tiếp theo đó là phần ngữ pháp, grammar. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem trong bài học số 18 này cô trò mình sẽ học mẫu câu gì nhé. Mẫu câu đầu tiên trong tiết học ngày hôm nay của chúng ta đó là What's the weather like today? What's the weather like today? Để hỏi thời tiết hôm nay như thế nào? Trả lời is cộng với lại các tính từ chỉ thời tiết mà chúng ta đã học ở phần từ vựng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên, What's the weather like today? It's cold and snowy. À, hôm nay thời tiết thế nào nhỉ? Hôm nay thì trời lạnh và có tuyết rơi. Ví dụ tiếp theo, What's the weather like today? It's hot and sunny. Hôm nay thời tiết thế nào? Hôm nay thì trời nắng và rất nóng, nắng nóng.
Phần tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu mẫu câu để hỏi đáp thời tiết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào. What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? Trả lời, it will be cộng với lại các tính từ về thời tiết. Chúng ta hãy cùng quan sát các ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên, what will the weather be like tomorrow? It will be warm and stormy. Thời tiết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào? Trời sẽ ấm áp và có dông. Ví dụ tiếp theo, what will the weather be like tomorrow? It will be cool and cloudy. Thời tiết ngày mai sẽ diễn ra như thế nào? Trời mát mẻ và có mây. Đó là mẫu câu để hỏi thời tiết ngày mai diễn ra như thế nào. Cách hỏi và cách trả lời, các con hãy ghi đầy đủ nội dung, cấu trúc câu cũng như các ví dụ vào trong vở của mình nhé. Phần tiếp theo, cô cho chúng ta tìm hiểu mẫu câu hỏi để hỏi các mùa trong năm ở đất nước của bạn như thế nào. Với mẫu câu what's cộng với mùa trong năm like in your country. Trả lời, it's usually cộng với tính từ chỉ thời tiết để nói là nó, thời trời thường như thế nào đó. Và there is hoặc là there are để nói là ở cái mùa đó đặc trưng là có cái gì. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quan sát các ví dụ sau đây. Ví dụ đầu tiên, what's spring like in your country? Mùa xuân ở đất nước bạn như thế nào? It's usually cold. There is a lot of wind. Trời thường lạnh và có nhiều gió. Ví dụ tiếp theo, what's summer like in your country? Mùa hè ở đất nước bạn như thế nào? It's usually hot. There are a lot of flowers. Trời thì thường nóng và có rất nhiều hoa. Ví dụ tiếp theo, what's autumn like in your country? What's autumn like in your country? Mùa thu ở đất nước bạn như thế nào? Trả lời, it's usually cool. There is a lot of rain. Trời thường mát mẻ và có nhiều mưa. Ví dụ cuối cùng, what's winter like in your country? Mùa đông ở đất nước bạn như thế nào? It's usually very cold. There is snow. Trời thì thường rất là lạnh và có tuyết. Vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong nội dung bài học số 18. Cô Hương hẹn gặp lại các con trong các tiết học tiếp theo trong chuỗi bài giảng tiếng Anh lớp 5 Bộ Giáo dục. Bye bye!